thì may mắn là cũng là tiệc Âu đầu tiên nên là được nhiều quan khách và cả các bạn ở đây rất là thích cái mô hình mới lạ này. Mô hình này thì mọi người sẽ được ăn theo set và sẽ phục vụ từ khai vị cho tới chén miệng. Với những tiệc Âu và đặc biệt là những tiệc đầu tiên tại những địa điểm như Bình Phước vừa mới phát triển và những loại đô thị thành phố mới phát triển như hiện tại, thì những khó khăn mình gặp về vấn đề là công cụ dụng cụ và những chén đĩa chuyên dụng để mình ra set Âu và theo cách trang trí riêng. Thứ hai là quãng đường xa xôi và những cái công cụ dụng cụ để bảo quản thực phẩm mình phải chủ động, có thể là từ Sài Gòn hoặc là nhờ hoặc là thuê, nhưng mà có mình thuê với một số lượng khá hạn hẹp vì ở đây là mô hình Âu mới vừa phát triển nên là cũng sẽ không đủ để mình dự trữ nên mình phải xây vòng nhiều hơn. Bỏ làm sao cho nó
quầy bánh của mình hiện nay là rất là hấp dẫn và là cái quầy hết đầu tiên trong cái tiệc cưới này luôn. Thì không biết là cái công việc của mình trong cái chuyến đi lần này là gì hả ha? Xin chào My. Thì công việc lần này á là mình sẽ chuẩn bị các nguyên liệu đi chợ cũng như là sơ chế các nguyên liệu, và đặc biệt là mình đã chuẩn bị những cái món ăn, những cái trái cây cũng như là bàn bánh như ngày hôm nay đây. Thì với cái đêm hạnh phúc như ngày hôm nay thì mình mong những cái đóng góp của mình thì góp được một chút cái phần gì đó, thêm cái phần lãng mạn cho bữa tiệc ngày hôm nay. Xin chào Rồng. Thì trong một cái không khí lạnh như thế này thì có lẽ đây là cái nơi mà đầu bếp thích nhất đúng không? Đúng rồi. Thì trong thời gian mùa đông này thì đứng đây đứng dưới cái lò nướng thì nó rất là ấm. Bởi vậy là nó rất là thơm. Rồi đúng rồi. Đợt hợp tác này mình phụ trách bên mảng nướng á. Thứ nhất là nướng tôm cho súp nè, thứ hai là mình có nướng bò, ra các món bò với rau củ với sốt tiêu. Cảm xúc khi mà mình chuẩn bị rồi thì mình rất là vui, rất là an tâm. Nhưng mình chỉ chờ cái giây phút là để mình ra tiệc thôi, mình và chờ những lời nhận xét từ khách đi tiệc á. Từ đó để mình rút ra những kinh nghiệm cho lần sau của mình với lại Thịnh. Về công việc của mình thì là cắt thái, sơ chế hoặc là nấu để chuẩn bị đồ các như các món mì, bò. Lúc mới đầu còn hơi bỡ ngỡ tí nên làm là hơi chậm. Thông qua chuyến đi này là mình biết những cách là phục vụ với nấu đồ ăn là tinh tế với trang trọng hơn.